Rồi chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2022 ha. Thì chỗ Dũng phòng net gửi mình sửa cái main. Thì main này là main Giga H81 MDS2 ha. Phiên bản là 3.0. Thì nó anh báo là cái bệnh là chạy 5 phút là không nhận cổng USB. Thì vì vậy mình mở nó lên vậy nè. Thì cái cổng mà USB mà 3.0 nè. Đây. Thì cổng này nó ăn ha. Cổng này ăn nè. Mà gắn qua cổng 2.0 nè. Không vô điện luôn à. Thì cổng 3.0 nó chạy một hồi khoảng 5 phút nó cũng không ăn luôn nha. Rồi thì để mình đo đạc cho các bạn xem coi nó bị cái gì ha. Rồi nếu mà sửa thì nó có dễ hay không. Để mình gắn cái que mát vô cái. Thì máy thì nó vẫn đang chạy nè. Thì mình đo cái đường USB OC trước nha. Đường USB OC này nó có 1.7 à. Đây, cái đường USB OC có 1.7. Cái này nó 3.3 mới đúng nha. Rồi mình đo cái cầu chì luôn cho bạn xem nha. Cầu chì này ở đầu này là nó có 5.1V nè. Đầu này thì nó chỉ có 1.4 thôi. Vậy là cầu chì này nó bị đứt rồi. Rồi ở dưới này cũng vậy luôn nè, cổng USB phía trước nè. Đầu này nè các bạn xem. Có 5V nè. Đây. Đo đầu này không có wall nào hết. Cầu chì này dưới đường cổng USB ra ngoài cũng bị đứt luôn rồi. Cái main này nó khá là nhiều bệnh. Rồi cái cầu chì ở ngay cái cổng 3.0 nè. Để mình đo nè. Có 5V nè ha. Thì cầu chì này vẫn còn nè, bởi vì cái cổng 3.0 nó vẫn còn ăn nè. Nhưng mà chạy chút cái đường USB OC nó thấp quá, nó sẽ tự ngắt, nó không có cho chạy nữa. Nó báo về chip NAM nó bị sai. Rồi thì cái này xử lý nó làm sao. Thì bây giờ cái chỗ nào mà đứt cầu chì thì mình phải thay cầu chì. Thì ở đây mình có cái Giga H81 3.0. Đây nó có cầu chì nha. Nè, không thấy cầu chì không? Trắng trắng nè. Thì cầu chì chỗ này của main đó nó bị đứt rồi, mình phải thay con này nè. Rồi đây nó có cái cầu chì chỗ cổng B2 nè. Cầu chì trắng trắng nằm ở giữa con tụ với cái cổng B2 nè. Đây, nằm ở trong kẹt luôn nè. Con này hơi khó thay chút. Nếu mà muốn thay dễ thì phải tháo con tụ này ra. Rồi phải thay luôn con này. Thay con tụ này. Và thay hai con điện trở cái đường USB OC này luôn. Nó nằm ngay chân ở đây nè, hai con này đó mình đã gỡ ra mình thay qua main khác rồi. Thì ở dưới này nó còn hai con nữa. Thì cách xử lý là mình thay hết luôn nha, thay luôn cầu chì, thay tất cả cầu chì, thay luôn cặp chở nữa thì cái main nó mới chạy ổn lại được. Để không thôi nó chập chờn nha. Rồi thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn nhiêu đó thôi. Thì để cho các bạn biết bệnh
dễ sửa. Còn sửa cái này thì thay vô thay ra thì nó cũng tốn cũng 5-10 phút đó, phải tháo tụ tháo đồ nữa. Rồi thì mình để mình làm xong rồi mình đo đạc lại, mình sẽ quay clip cho các bạn xem tiếp nha. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn bao nhiêu đó thôi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye các bạn.